Thì ở đây các bạn sẽ search cho thầy cái hình ảnh của server chuyên dùng. Thì các bạn sẽ thấy một số cái hình ảnh nó liên quan và các bạn thấy được cái ổ đĩa bên ngoài luôn. Như vậy thì cái server chuyên dụng này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trạng thái gọi là hot swap. Đây, các bạn nhìn trên máy chiếu đây. À, các bạn sẽ thấy là cái trạng thái của cái server này nó có những cái khung ở trên này là mình gắn các cái ổ đĩa cứng vào, gắn các ổ đĩa cứng vào. Như vậy thì các cái ổ đĩa cứng này chúng ta có khả năng hot swap. Đây, và một cái ví dụ người ta có cái hình rất là rõ. Hot swap là gì? Là với cái hệ thống server mà mình thấy là có rất là nhiều ổ đĩa gắn vào như vậy nè. Đó, đây, ví dụ ở đây thì nó có rất là nhiều ổ đĩa gắn vào. Ví dụ như máy bình thường của mình á, là khi mà nó bị hư ổ đĩa là mình phải shutdown máy. Rồi mình mới gỡ ổ đĩa hư ra. Mình gắn ổ đĩa mới vào, mình mở lên lại. Tức là lúc mình thao tác là không có nguồn. Còn đối với server thì nó phải chạy 24 trên 7, là không bao giờ dừng. Nó khái niệm của server. Tất nhiên là nó phải có thời gian bảo trì. Nhưng mà nó bảo trì một cái server một nào đó mà bảo trì thì phải có server 2 chạy. Cho nên nguyên tắc là 24 trên 7. Như vậy thì cái tính năng hot swap này là gì? Là thay vì cái server nó hư thì chỉ có một ổ cứng hư thôi, thì chúng ta có thể lấy cái ổ cứng này ra, thay ổ cứng khác vô ngay lập tức và server nó vẫn hoạt động bình thường. Đó. Và để làm như vậy á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái là cấu hình RED. Như vậy thì RED ở đây là gì? RED ở đây là gì? Đây, thì các bạn nhìn thấy những cái dạng. Ví dụ như chỗ này người ta để là RED 1. RED 1 tức là đối với cấu hình của chúng ta mà chúng ta sử dụng RED, hoặc là ở đây nó rõ hơn nè. Đây RED 1. Thì trong này nó có, đây là một ổ đĩa vật lý, người ta để là disk 0, disk 1, là hai cái đĩa vật lý các bạn. Tức là hai cái này nè, hai cái mà hồi nãy thầy để là hot swap á. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ quay trở lại cái chỗ hot swap cho các bạn dễ thấy. Ủa, thầy tắt mất rồi hả? À, bên này. Tức là đây là một đĩa vật lý nè. Đây là disk 0 nè. Cái bên cạnh là disk 1 ha. Đó, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng cái red này, tức là disk 0 của chúng ta, disk 1 của chúng ta. Đi 2 3 4 5 6 7. Như vậy thì ở chỗ này hai cái ổ đĩa này mà kết hợp lại với nhau là RED 1. Đó. Rồi nó có một cái là RED 5. RED 5 là nhiều ổ đĩa kết hợp lại với nhau là RED 5. Như vậy cách tính dung lượng đĩa RED, cách tính dung lượng cái đĩa RED này thì ứng với mỗi loại đĩa thì nó sẽ cho chúng ta cái cách tính làm sao để mình biết được là ổ đĩa của chúng ta là được tính như thế nào. Ví dụ như là RED 0 thì số lượng tối đa, số lượng tối thiểu với số lượng tối thiểu là hai đĩa, tức là phải có hai ổ đĩa ghép lại mới ra được một một đĩa. Đó, hai ổ đĩa ghép lại. Rồi chỗ này cũng vậy. Chỗ này người ta nói là RED 1 là hai ổ đĩa ghép lại với nhau, thì các bạn thấy là dung lượng đĩa được sử dụng đây. Ví dụ như là bạn có hai cái đĩa, mỗi đĩa 1 TB. Mà nếu bạn cấu hình theo dạng RED 0 thì bạn sẽ có một cái đĩa logic là 100%. Tức là 2T. 2T. Còn nếu bạn cấu hình dạng RED 1 thì sau khi bạn cấu hình xong thì hai ổ đĩa đúng là 2T đúng không? Nhưng mà nó chỉ còn 1T thôi.
tại vì nó sẽ có backup, tức là đĩa này dữ liệu gì thì đĩa kia dữ liệu đó. Đây, RAID 1 nè, đĩa này có gì đĩa kia có đó. Các bạn thấy để đây A1, 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 A2, A2, ba ba. Như vậy bên đĩa vật lý này chép gì thì bên đĩa vật lý kia có y chang. Thì khi mà nó có cái cấu hình dạng này, tức là một ổ đĩa lấy ra thì dữ liệu nó vẫn còn bên này. Ví dụ bây giờ là disk không hư, mình lấy disk không ra thì vẫn còn disk 1, dữ liệu y chang là A1, A5, B1, B5. Cho nên khi mình gắn lại cái đĩa khác vô đây thì nó backup qua lại là dữ liệu nó không bị mất. Đó. Rồi ví dụ như là mình cấu hình RAID 5. RAID 5 thì ở đây số lượng ít nhất là phải 3 ổ đĩa mới cấu hình được RAID 5. Và dung lượng của nó thì sẽ được tính là bằng N trừ 1 nhân cho dung lượng đĩa. N trừ 1 nhân dung lượng đĩa. Đó. Thường thì chúng ta sẽ tính được cái dung lượng nó tương đối là như thế. Ví dụ như là mình cấu hình 3 đĩa, 3T thì dung lượng của RAID 5 mình nó còn 2T. N trừ 1 nhân nhân với dung lượng đĩa. Ừ. Thì có cách tính này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm các cái cách tính. Bây giờ mình sẽ vô trong cái máy của mình để mà làm được cái bài của chúng ta mà liên quan đến RAID. Thì chúng ta thấy ở bên này người ta yêu cầu số lượng đĩa tối thiểu. Số lượng đĩa tối thiểu. Và cái đĩa này phải có cùng dung lượng nha các bạn. Ổ đĩa này phải có cùng dung lượng. Ha. Rồi, thì chúng ta sẽ thử ở trong này rất là nhiều cái dạng đĩa mà nếu mà chúng ta xài RAID. Vậy thì trước tiên các bạn phải add vô đây cái đĩa đĩa ảo. Thay vì là mình có server thực á thì bạn phải cài và bạn quản lý cái đĩa này. Còn mình máy ảo thì mình sẽ add vô đây cho thầy những cái ổ đĩa và hard hard disk mình chọn ở đây. Và các bạn chọn cho thầy là tạo ổ mới 60 GB hết đi. 60 GB hết mặc định. Rồi tương tự mình lại add tiếp bởi vì mình cần đến rất là nhiều đĩa để mình tạo RAID. Tương tự như vậy. Mình add 60 GB. Nếu như mà bạn add cái 80 GB hoặc là 120 thì lúc mà bạn tạo thì tùy theo cái cấu trúc là nó lấy full hoặc là nó lấy với cái dung lượng nhỏ nhất thôi. Đó. Tại vì nếu mà bạn xài cái RAID 0, RAID 5 gì đó thì nó lấy với dung lượng nhỏ nhất. Còn nếu bạn xài mà ổ mở rộng á thì nó lấy full. Rồi mình có ổ 60 GB rồi, mình thêm hai ổ nữa với dung lượng khác đi. Với dung lượng là 80 GB. Rồi. Với ổ nữa mình thêm vô là 120 256 128 GB, ví dụ như vậy. Thì mình cứ ghi thôi, còn dung lượng thực ở bên ngoài thì nó bao nhiêu thì mình mua bấy nhiêu mình gắn vô thôi. Rồi. Như vậy mình có khá nhiều ổ đĩa. Ok. Bây giờ mình mở lên thì máy của mình nó sẽ chưa nhận mấy cái ổ này đâu. Chưa nhận nhé. Mình sẽ vô mình setup trong cái quản trị ổ đĩa thì nó mới nhận. Còn khi mà các bạn trải nghiệm trên server chính á, thì các bạn sẽ đọc cái guide, cái mà hỗ trợ sử dụng á, cái tài liệu á, thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cấu hình đĩa. Khi bạn gắn vào bạn phải cài driver, bạn phải cấu hình nó, bạn phải phải thiết lập thông số. Còn bây giờ đối với máy ảo thì mình là thầy bật nhầm. Ô chết rồi. Thầy ẹt nhầm cái máy rồi các bạn. Sorry. Thầy bật nhầm cái máy. Đối với Win 10 thì nó lại không 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 hỗ trợ red nha. Sorry các bạn. Thầy bị nhầm rồi. Mình ẹt lại bên này cái. Đối với Win 10 thì nó không có hỗ trợ red. Cho nên là mình phải sử dụng bên máy server.
Rồi 3 đĩa 60 GB. Thêm cái 80 đi cho con số nó khác. Rồi thêm cái 120. Con số nó sẽ khác. Rồi ok. Mình sẽ tắt cái máy của bên XP này đi bởi vì mình không có bên Win 10 này đi bởi vì mình không có xài. Rồi mình sẽ mở cái DC lên. Rồi mình vào cái DC của mình. Mình vào mình xem thử cái DC của mình nó đã nhận diện được các cái ổ đĩa chưa. Mình vào đây mình xem thử. Thấy chưa? Rồi như vậy trên DC của mình nè, mình sẽ lấy chuột phải lên đây ha. Các bạn sẽ chọn qua cái công cụ manage này giúp thầy quản trị ổ đĩa đó. Hoặc là mình xem ở bên tool, các bạn xem một cái công cụ quản trị máy, xem công cụ quản trị. Ở đây chúng ta sẽ mở ra cái phần ở phía dưới các bạn nhé, quản trị ổ đĩa nè. Như vậy khi mà mình click vô quản trị ổ đĩa, các bạn thấy là disk 1, disk 2 nè, nó đang bị màu đỏ nè ha. Thì các bạn sẽ chọn nó chuyển qua cái chuẩn partition GPT. Ok. Và các cái đĩa của chúng ta nó đã được mở ra rồi. Nhưng mà các cái đĩa C và đĩa D là cái đĩa cũ của mình rồi. Đĩa C và đĩa D là đĩa cũ. Còn cái đĩa mà 1, 2, 3, 4, 5 mà mình mới thêm nè, nó chưa có cái label của nó. Nó chỉ là mới ổ đĩa vật lý thôi. Còn ổ đĩa logic là mình chưa có tạo. Như vậy chỗ này các bạn sẽ vô đây, các bạn sẽ new. Đây. Như vậy thì trong máy ảo của mình nó sẽ cho new hai cái. À, một cái là red không, RX 1 chứ, RX 1 là major, là hai ổ đĩa giống nhau. Và một cái nữa là RX 5 à, còn các RX khác thì nó chưa hỗ trợ, mình chưa có tạo ra được. Như vậy thì ổ đĩa của chúng ta là chọn major. Còn nếu như mà bạn chọn symbol thì nó giống y chang như cái ổ đĩa C và D của mình, là nó chỉ có một ổ duy nhất. Khi mà bạn chọn symbol thì nó chỉ tạo trên cái ổ 60 GB này thôi, là ổ đĩa bình thường. Hoặc là bạn chỉ tạo 30 GB thì nó còn lại 30 GB nó để trống. Được chưa? Đó là ổ đĩa symbol mình đã tạo. Cái thứ hai là span. Bây giờ
Ví dụ như là máy tính của bạn, bạn có rất là nhiều ổ đĩa mà mỗi ổ thì nó có dung lượng khác nhau. Nhưng mà nếu mà bạn tạo ổ đĩa logic cho nó là ổ D, ổ E, ổ F, ổ G, ổ H thì nó nhiều quá. Thì mình tạo một ổ thôi, một ổ logic, nhưng mà nó nối tất cả các cái ổ đĩa của mình lại, thì bạn chọn là span. Được ha? Nó tương tự các bạn tìm hiểu là span là mở rộng trip, ổ đĩa trip. Ổ đĩa trip thì ở đây các bạn có thể là kết nối nè, ổ 60, một cạo ổ, ổ 80, ổ 120. Nhưng mà các bạn thấy gì đấy? Ở trên giao diện của chúng ta lấy là toàn lấy theo cái ổ nhỏ nhất, là lấy dung lượng ổ nhỏ nhất, còn lại dư thì nó bỏ. Đó. Còn nếu như mà bạn xài cái span thì nó mở rộng hết các bạn, bao nhiêu nó cũng lấy hết. Cái này 60, cái này 80, cái này 120, nó lấy hết dung lượng luôn. Rồi, mình sẽ tạo một cái ổ ở đây là mirror. Như vậy hai cái 60, một cái 60, một cái 80 thì nó cũng lấy 60. 120 nó cũng lấy 60 thôi, mình trả lại. Mình lấy ổ 60. Thêm được không? Không. Nó cho chúng ta là gì? Chỉ có hai ổ thôi. Finish. Ở chỗ này nó sẽ hỏi là cái đĩa mà mình muốn gán là gì? Label đó. Format là gì? Finish. Yeah. Thì nó sẽ tự động nó tạo ra cho mình một cái ổ đĩa F ở đây. Tự tạo cho mình một ổ đĩa F. Và cái ổ đĩa F của mình là nó cấu hình mirror là red 1. Thì một ổ này hỏng thì ổ kia vẫn xài bình thường. Ổ này hỏng thì ổ kia vẫn xài bình thường. Và nó đang format cho chúng ta là hai ổ đĩa nè. Disk 1 và disk 2 là nó sẽ chung ghép lại thành một ổ đĩa logic là ổ F. Và có dung lượng là bao nhiêu các bạn? Nếu là mirror thì nó có dung lượng là bằng 50% của tổng dung lượng. Nó sẽ bằng 50%, tức là bằng 60 GB thôi. Đó là dung lượng của chúng ta đối với ổ đĩa RAID. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo tiếp một ổ RAID 5. Bây giờ ổ RAID 5 của chúng ta là chỉ còn một ổ 60 GB. Còn ổ 80 GB và ổ 120. Nguyên tắc là chúng ta nên tạo cùng dung lượng nhé. Cùng dung lượng. Còn ở đây lỡ mà chúng ta có hai ổ khác nhau, ba ổ khác nhau thì chúng ta cứ ẹt qua là 60 GB. 3 6 18. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình nét thử nào. Nó tạo ra cho mình ổ G. Vậy thì tí nữa mình coi ổ G có dung lượng là bao nhiêu. Ổ F nó đang format cho nên nó chưa hiện lên. Và mình cũng đợi ổ G nó hiện lên là bao nhiêu. Rồi trong này nó có ổ mirror là đang được format nè. Ổ mirror của chúng ta có dung lượng là 60. Còn cái ổ RAID 5 của chúng ta nó đang báo dung lượng là 120. Vậy hồi nãy theo công thức của thầy đúng không? N trừ 1 nhân với dung lượng, tức là hai hai ổ, mỗi ổ 60. Đó là N trừ 1 nhân dung lượng. Như vậy là bạn đã cấu hình được ổ đĩa là RAID 1 hoặc là ổ đĩa RAID 5 hoặc là span hoặc là trip. Nếu như mà bạn dùng span tức là nối đĩa, dung lượng nhiêu nó cũng cho hết. Còn bạn dùng trip cũng là nối nhưng mà dung lượng của nó là phải bằng nhau. Như vậy các bạn đã có được cấu hình đĩa của chúng ta. Cấu hình đĩa khi mà nó format xong thì nó sẽ cho ra cho chúng ta là ổ F, ổ G. Còn bây giờ nó đang format thì chưa thấy. Nhưng mà mình đã thấy được dung lượng của nó ở đây. Đó, dung lượng trên là 60 là hai đĩa, mỗi đĩa 60 thì nó tạo ra một đĩa logic là 60. Còn ở dưới là ba đĩa, mỗi đĩa 60 thì nó tạo ra là 120. Như vậy các bạn đợi cho nó
đợi cho nó format xong thì bạn sẽ thấy dung lượng nó ở dưới này, bạn sẽ thấy ổ đĩa và thấy dung lượng nó đang format ha. Tại mình cũng cố tình tạo ra cái ổ cho nó thực tế tí xíu là 60 GB, chứ còn nếu như mà mình tạo cái ổ nhỏ hơn khoảng cỡ 20 GB thì lúc mà nó relay này nó làm nhanh hơn, nó làm nhanh hơn.